Hello, A Bằng, xin chào quý bà con nha. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, xin chào tất cả quý vị, cô chú anh chị em đang theo dõi trên kênh A Bằng nha. Thì cũng một khoảng thời gian 2-3 ngày rồi, nói chung là A Bằng đang bị bệnh, cô chú anh chị đang bệnh rất là mệt, cho nên là không có lên clip thường để nói về cái vụ ăn xin và Tuấn, thì bà con cũng thông cảm cho Bằng. Thì ngày hôm nay thì cũng có một số cái vấn đề cũng lên đây để chia sẻ với quý khán thính giả. Thì 1-2 ngày nay rồi thì quý vị cũng đòi điện thoại em rất là nhiều để chia sẻ về một vài cái sự việc của ăn xin rồi chích heo và một số những cái nhân vật cuốn yêu đi theo để dạy đuôi cho ăn xin. Thì mới đây là xuất hiện một cái ông gọi là ông ba gì đó, chắc ông này cũng là ba nuôi hay là chú nuôi hay là cậu nuôi gì đó của ông ăn xin, chứ không đâu xa lá gì hết. Thì ông đã lên để ông gọi tên của A Bằng như một số các anh em đó. Và hôm nay đó thì mở đầu á là cũng chia sẻ với quý vị của chúng em á là có một cái cánh tay đắc lực của ăn xin đó, đó là cái tên Thánh Khờ. Thì không hiểu lý do gì mà sau một khoảng thời gian quẩy đuôi đi theo ăn xin để đăng những cái hình ảnh cũng như là những cái thông tin để nói về Tuấn Xà Lan mà những cái thông tin là không có căn cứ quy định của pháp luật, là chỉ là đăng ghi âm rồi tự anh ta lên để tự biên tự diễn và nói sàm nói đế, tung những hình ảnh của ông Tuấn và gia đình lên đó để nhằm mục đích là dẫn dắt dư luận để cho mọi người hiểu lầm là ông Tuấn này đã có vấn đề ra tay với vợ của mình là chị Hà đó. Thì không hiểu sao là cái tên này là rất là mạnh mẽ, và hôm bữa là thực hiện trực tiếp tại nhà của chị Hà, rồi về nhà là luyên thuyên là nói rằng là các anh em của A Bằng mà không bước lên xe 7 chỗ kịp thời là nó ra nó bụp nó súp nó lụm gì đó tùm lum các kiểu gì đó. Thì sao hôm nay là vội vàng là xóa hết tất cả những cái video clip liên quan đến hình ảnh của Tuấn Xà Lan, thông tin của Tuấn Xà Lan. Thì phải chăng là đã sợ, phải chăng là đã sợ khi mà nghe thông tin là có hơi hướng của là cơ quan chức năng vào cuộc rồi hay sao mà không tiếp tục lên tiếng để làm nữa? Nói thẳng ra là cái vấn đề làm YouTube, thì ai cũng làm YouTube để kiếm tiền, tôi cũng muốn là triệt hạ cái con đường sống của ai hết, nhưng đừng có làm quá lố ha, đừng có tự cho mình là ảo tưởng sức mạnh. Tại vì tôi nói thẳng ra là cái tên khờ này, thằng khờ này mày chẳng có sạch hơn ai hết ha. Cái phốt đầy trên mạng về những cái vấn đề tiền bạc của người này người kia, tôi nói thẳng là một ngày là người ta nhắn tin cho tao á là hàng trăm người về những cái chuyện tiền bạc, mà tiền là lên con số bạc tỷ, mà nói thẳng là người ta đâm đơn là đi múc mùa lệ thủy ngang. Cho nên là tôi đã phiên ngăn rất là nhiều lần, và hiện tại mình đó là còn đang một cái vết nhơ chưa có rửa sạch. Mấy anh là không có am hiểu về cái vấn đề pháp luật, cũng biết lách luật đó chứ không phải không biết đâu, cũng biết lách rồi lên lấy hình mặt cười đầu chụp lên cái mặt, chứ cái giọng nói của mấy anh thì chẳng đường nào chạy khỏi nghe, đường nào mà chạy chạy đường nào mà có thêm thằng đồng đội nó không được thông minh nữa, cái thằng đồng đội dốt thì thua đó. Cái thằng này là nó là đã bị là phạt, đã bị khởi tố về cái tội vu khống theo điều 100 điều khoảng 2 điều 156 bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, và nó đã bị xử phạt, tự lên mạng nêu rao nó nói là nó là hưởng bị bắt án treo đó, và không được đi khỏi nơi cư trú cũng như là không được sử dụng YouTube đó. Vậy mà nó đi khỏi nơi cư trú của nó
không không có thông qua chính quyền địa phương mà đi làm thì mình cũng nói, tại vì nói chung là pháp luật thì họ cũng tạo điều kiện á, để cho là những người người ta trong cái thời hạn mà để chấp hành cái án treo thì họ cũng có được những cái công việc họ làm, chứ không lẽ là ở nhà không gì làm mà đói thành ra trộm cắp làm sao, thì họ cũng tạo điều kiện cho anh đi xe đi làm, nhưng mà rời khỏi địa phương thì phải có giấy, đi làm gì thì phải trình. Đằng này á, mình đi làm việc tốt không làm, đi giúp người không làm, đi kiếm chuyện, đi vu khống người ta tiếp, mà trong khi là cái bản thân của mình là đã mang án rồi, án tích chưa xóa, tiền án tiền sự đã có, đừng có nói là gì cái tội đó là đã qua không có đâu, ta còn thời hạn thử thách 3 năm nữa kìa, còn 3 năm thử thách chưa có vượt qua cái thời hạn đó mà vẫn tiếp tục nhẹ đó thì tăng thêm, tăng gấp đôi đó. Còn nặng thì nó thay đổi biện pháp ngăn chặn, nói mà không nghe, cố tình là vi phạm, cố tình làm thì bắt buộc là người ta phải có những biện pháp cứng rắn ha. Nói thẳng bây giờ xuất hiện ở kênh nào đi chăng nữa mà nói xấu về tướng xà lan rồi rồi đó là vấn đề vậy, chứ đừng có nghĩ là mình nói vậy là không sao, không có đâu, không có chuyện đó đâu ha. Vi phạm là xử lý hết, lụm hết, chơi là không chạy, chơi là không xóa clip mà chơi là phải để, mà xóa cũng đã muộn rồi, clip lưu hết mẹ rồi còn đâu nữa rồi xóa ha. USB lưu đầy hết trơn còn đường nào nữa mà xóa ha. Tôi nghe phong phanh là đơn đã tới rồi, đơn đã tới, ai mà viết đơn hay tới nhanh quá. Như bữa thấy mấy anh em nó quay ngã bằng ngồi viết, không biết viết cái gì, viết cái gì thì mình cũng không biết ha. Nhưng mà nói chung là anh ăn xin là mất đi một cánh tay đắc lực rồi mất đi một cánh tay đắc lực, đi lái xe đi, nói là đi lái xe nhưng mà thực chất là đi kiếm chuyện với người ta, tiếp tục là bị đặt vu khống Cái con người mà cái không biết thay đổi, đã một lần rồi mà không biết thay đổi vẫn cố chấp cố tình vi phạm, cái này là ngoan cố, cái tội là ngoan cố gây nguy hiểm, cố tình mà, cái này là cố tình và nó vô là có tổ chức luôn chứ không phải là một người ha. Tức là cái này là có tổ chức tập hợp với nhau một nhóm người với cái ý chí là quyết tâm thực hiện cho bằng được là cái việc mà đăng tải những cái thông tin là nói xấu một tính, mặc dù là không có căn cứ nào cả, đây là nói xấu mà có tổ chức với cái mục đích là đe hèn, mục đích đe hèn ở đây là chúng ta nói là thứ nhất là làm ảnh hưởng đến là cái uy tín cá nhân của ông Tính, thứ hai là những người thân trong gia đình, đe hèn ở đây là có tổ chức và có mục đích là kiếm tiền trên những clip đó cái này nặng lắm cái này căng lắm, chứ không phải là tôi không phải nói chuyện đùa. Cái câu chuyện mà mình đi nói về một người mà cái câu chuyện mà người mất mà mình bịa đặt cho người ta là giết người thì mấy anh, chỉ có mấy anh mới dám thôi, chứ đây tôi không bao giờ tôi dám. Tôi không bao giờ tôi dám làm chuyện đó. Rồi quay trở lại cái vấn đề nè, xóa clip nói cho đã rồi xóa clip, rồi mấy anh xóa vậy nghĩ là xong rồi, những cái hậu quả là cái người bị xúc phạm phải gánh chịu như thế nào, mấy anh có hiểu không rồi những cái người lớn tuổi như là cái ông chú già gì đó, ông ba rồi đó của thằng xin đưa lên đó rồi ông có hiểu vấn đề đó không đó, ông đó để một lát nữa em sẽ xử lý ổng cho mọi người nghe. Thì quay trở lại cái vấn đề của ăn xin trước thì hôm nay thì quý vị thấy là từ cái lúc mà 100 ngày của nhà chị Hà xong là các anh em đi về thì em cũng đã hạn chế, rất là hạn chế cái vấn đề lên clip để nói về câu chuyện của gia đình Tấn và Hà, tại vì nó cũng xong rồi đó, kết thúc rồi ha, chỉ còn chờ cái kết quả thôi để cho gia đình họ nhận cái kết quả, thì họ có chấp nhận không thì đó là cái chuyện của họ, nhưng vấn đề cơ quan điều tra thì họ làm đúng cái trình tự thủ tục thời gian. Thì ăn xin là tuyên bố rất là mạnh mẽ về những cái bằng chứng mà nghi vấn nghi can tình nghi số 1 rồi đó, đăng lên nói là sẽ tung ra, nhưng mà thực chất là tới thời điểm này thì ăn xin đang lợi dụng hình ảnh của Tấn xà lan để kiếm tiền, thực chất là không có một bất cứ một cái thông tin nào
để gọi như là đưa cái câu chuyện của chị Hà ra ánh sáng. Không có đưa được tính xà lan vào là vào trong đó, mà tối ngày chỉ đăng những ghi âm rồi ngồi ở nhà nấu tàu lao. Thì hôm nay là anh ăn xin cũng đã chuyển qua cái chế độ là câu view câu like, ngồi ở nhà để đăng ghi âm. Bà tới mức mà đi làm từ thiện cũng lôi Tấn xà lan vô, Tấn ơi cứu. Thì gọi như là cái trình độ của anh ăn xin mà cũng học được những cái người mà anh cho là được không được sạch thì cũng khá là nhiều. Cũng anh cũng học của người ta để về và áp dụng ở trên cái kênh sạch của mình. Vậy thì đừng có nói người ta nha anh xin. Thì nói thẳng ra là anh kêu Tấn xà lan mà đi giúp từ thiện thì anh sai lầm to, đi giật tiếp câu view của đó. Người ta chửi, người ta cười vô mặt. Tại vì sao? Thằng Tấn nó không có làm kênh thiện nguyện để giúp người nghe. Thằng Tấn nó không làm, nó đi xà lan kiếm tiền chứ nó không làm thiện nguyện. Thà anh kêu A Bằng, A Mì rồi ha gì A Khang rồi giúp hoàn cảnh này á thì còn quả mai. Tại vì tụi tôi á là cũng đi chia sẻ hoàn cảnh ha. Nhưng mà tôi không có 3+1=3. Còn anh lôi thằng Tấn xà lan vô cái hình ảnh mà không có liên quan tới sự việc là anh câu view ha. Anh có will chứ đừng có nói lên là a xin làm không có will. Anh đang có will rồi. Cái vấn đề tiếp theo là ông đưa cái một cái ông già nào đó lên để ngồi nói về cái vấn đề pháp luật vụ Tấn xà lan. Thêm con mụ xuất hiện trên kênh tụi Bưng Bô và cái ông chú già này, chú già này có cái phát ngôn như thế này. Nhưng mà có cái là đầu tiên chú xin chúc cộng đồng thằng Tấn không ở tù. Nếu mà nó ở tù tôi nghĩ sao? Phản biện cho nó đúng. Nó nói thật là tao cũng nói với tập đại với thằng trai đồng bằng với thằng Lan Đăng đường phố nè. Tụi mày cá nếu mà sắp tới đây nếu thằng Tấn không ở tù. Nếu mà nó ở tù tôi nghĩ sao? Nhưng mà có cái là đầu tiên chú xin kể cả có cái... Thì cái ông chú này thì nói chung là cũng không biết là ổng như thế nào đối với ông ăn xin. Thì cái vấn đề pháp luật thì không thể đem ra cá cược được. Nói cho chú biết hôm nay thấy chú đầu cũng đã bạc rồi. Đầu chú đã bạc, hai cái tóc rồi thì đừng có để những đứa trẻ nó cười. Và đặc biệt á, là biết đâu được là con cái của chú khi mà xem được những cái lời nói của chú nó buồn. Cuộc sống mà đâu có ai biết trước được cái chuyện gì đâu chú. Nhiều khi mai mốt là gia đình của chú gặp phải những cái hoàn cảnh tương tự như cái sự việc này, rồi con chú là sẽ bị người ta là bịa đặt. Con chú sẽ bị người ta nói là một kẻ xấu, một kẻ sát nhân. Thì không biết chú lúc đó chú sẽ phản ứng như thế nào. Đây là tôi nói là cái câu chuyện này không phải là câu chuyện của chú. Chứ mà nếu mà đặt trường hợp là câu chuyện gia đình chú, người ta vu khống con chú thì không biết chú nhảy ngọn cây hay nhảy ngọn dừa không biết. Vấn đề thứ nhất là nói thẳng với chú là chú nhắc tên tôi. Vấn đề là cá cược vậy, vấn đề tù tội là tôi không cá với chú. Đó là cái chuyện của pháp luật họ làm, không có thể nào đem ra cá cược được. Chỉ có ăn xin, chỉ có thằng ăn xin mới đem cái câu chuyện có tội hay không có tội ra để cá cược và tự mình ngồi trên mạng để tuyên bố. Nếu như mà Tấn này không có tội, sinh này mà còn sống, bà con thấy là đừng trọng quần lên đầu đó. Chỉ có xin mới dám nói thôi, chứ câu chuyện pháp luật mà ai dám đem ra cá chú hả? Chú có bị, chú có vấn đề về đầu óc không? Chú có vấn đề gì đầu óc không hả? Câu chuyện pháp luật không đem ra cá cược, và pháp luật người ta nghiêm cấm vấn đề cá cược trên bất cứ mọi hình thức. Đâu có ai dại dột mà đi cá với chú một cái câu chuyện như vậy, một cái sự việc mà chấn động như vậy. Chú nên cá là cá với là cái ông ăn xin. Ăn xin là cá đánh cược với Tấn xà lan và cái vấn đề số kênh và đi khỏi nước Việt Nam nha. Tôi không có cá với chú. Tôi đâu có dại dột đi cá một cái câu chuyện. Tấn nó có tội không có tội, đó là do kết luận của quan sát điều tra, không phải do tôi còn tôi cá. Và bây giờ tôi nói nó có tội thì có chức năng bắt nó chứ liên quan gì tới tôi. Mà tôi đây tôi phải lên tôi cá cược với chú, đâu có lợi ích gì.
Nhưng mà ở đây là tôi lên tiếng về vấn đề của Tuấn Xà Lan để cho mọi người biết được cái vấn đề. Chuyện gì cũng có pháp luật, chưa đến lượt là mấy anh YouTube mạng lên để ngồi đó thay vấn đề điều tra của chức năng. Tôi thấy YouTube lúc gài là bây giờ như là thay thế vấn đề điều tra. Người ta điều tra, người ta chưa có thông báo là đi lặn mò vật chứng rồi đưa chưa, hay hoặc là tụi nó ngồi tụi nó nói hết trơn, nó bàn hết trơn rồi đó. Quá hay. Quá hay. Hiền lành, từ tâm. Còn những người ác thì trước chỉ nói rồi. Giờ đầu tiên là nhớ cái kinh của thằng trai đồng bằng nè. Lăng đăng đường phố nè. Dạ. Thì lễ lễ nhưng mà cái chuyện đó tao tao bỏ vào đi, nhưng mà tập trung vào cái chuyện của Hà á. Thì tao hỏi lại với mấy cái thằng YouTube đó đó. Cho tao hỏi nè, nếu mà nó làm YouTube thì nó chánh nghĩa, thì nó chánh nghĩa, nó không chánh nghĩa thì nó bỏ đi cái làm kinh cái đi chứ nó làm. Nói với chú á, làm YouTube là để chia sẻ thông tin thôi. Ở đây con làm chia sẻ thông tin chứ chú đừng có gắn con vô chính nghĩa, con sợ lắm. Con không có chính nghĩa chính em vậy chứ. Con là chia sẻ thông tin thôi chú ơi. Cập nhật tin tức xã hội thôi, chứ con không phải là anh đại này kia cái nợ để đi giải quan hay là đi tìm sự thật. Con nói cho chú vậy đó, chia sẻ thôi, con không phải thám tử hay là vấn đề điều tra gì đâu mà chú nói chính nghĩa chính em vậy đây. Vậy thì cộng đồng người ta quá ghét nó dữ lắm. Bởi vì sao là một cái nhân vật mà ta hỏi với cộng đồng bây giờ người ta rất là quán là phẫn nộ về cái chuyện là cái thứ nhất là con Hà nó chết một năm tại đó, nó trả lời tao mấy câu lời chú nói đi. Là nó chết nằm tại đó 12 ngày mà không nổi lên. Đó là điều thứ nhất. Rồi điều thứ nhất là chị Hà nằm ở đó 12 ngày không nổi lên. Thì cái vấn đề đó là chú cũng biết nè. Cái vấn đề đó chú cũng biết là công an quận Thốt Nốt là đang thụ lý cái vấn đề đó. Và cái kết quả pháp y thì là đã có kết luận đó, là của công an quận Thốt Nốt. Thì chú thắc mắc cái gì vấn đề là 12 ngày đó thì chú trực tiếp đi xuống với công an quận Thốt Nốt để chú hỏi. Chú đặt vấn đề đây 12 ngày với tôi thì tôi sao tôi trả lời được. Cái chú ở cái vấn đề tự nhiên này trong xã hội này nó có muôn vàng cái vấn đề, sao mà giải thích được. Thử đi chú leo với chú nằm với 12 ngày đi, rồi chú lên để chú trả lời, sao tôi trả lời chú được. Cái đó là chú phải hỏi vấn đề của quan điều tra, chú xuống đó chú hỏi, thắc mắc gì cứ xuống trực tiếp tại quận Thốt Nốt đó hỏi, chứ mắc gì chú lên mạng chú hỏi. Ủa rồi tôi lên mạng này toàn là thay thế hết trơn ha, sao mà mấy anh chị lên ngồi đó phân tích quá hay vậy. Cái điều thứ hai là tại sao mà nó không trôi. Bây giờ nếu mấy có mà nó nói tôi giải thích được nó thả anh tính ra. Giải thích được thả anh tính ra thì chú này già mà sao chú kỳ quá. Già mà sao không trả lời chứ, tính bị bắt thằng nào mà thả ra. Thật sự là mình thấy là đại bây giờ rất là nguy hiểm những cái vấn đề họ chia sẻ cái thông tin để cho người dân, một số bộ phận họ không hiểu cái vấn đề, không am hiểu pháp luật, họ nghĩ sai lệch đi một cái sự việc. Tôi nói thẳng ra là cái vấn đề ở Việt Nam, nếu mà nói vấn đề mà điều tra tội phạm đứng thứ hai thì không có ai mà dám lên tiếng thứ nhất. Cái câu hỏi mà chú đặt ra thì chú nên là đi xuống với ngay trực tiếp ngay chỗ người ta thụ lý, thụ lý để làm rõ nguyên nhân á, nguyên nhân cái chết của chị Hà là chú đặt ra vấn đề để chú hỏi. Còn tính hiện tại bây giờ chưa bị bắt, chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bán hình sự, chưa khởi tố bị can, bắt hồi nào mà thả ra. Con gái của ông Tích là nó kêu bố vậy đó, rồi bà vô đó bà
còn hai ba tay một tay ở ở dưới gạch giá đó rồi nước tầm nữa rồi tao coi cái đó cái clip đó là bà bán luôn cái tàu đó để mà đi chơi tới cùng luôn đó. Chuyện đó thì mình nhìn mình thấy rồi thì bây giờ là nó đã bức xúc như vậy rồi thì tổng thống người ta giúp báo là thằng tính nó vậy nhưng mà người ta đang điều tra công an người ta đang điều tra thì mình cứ để theo pháp luật người ta làm đi nhưng mà bà này chú biết cái vấn đề tao đang điều tra để pháp luật làm mà chú có thấy là Ngân Sinh và những cái người đi theo nó là hàng ngày lên những clip gì không chú biết không? Hàng ngày lên những cái clip gì không, nào là cấm xà lan, nào là bị bắt rồi bị tóm, bị này bị kia, mỏ neo rồi cái nọ tùm lum hết trơn cái chỗ, làm xào xáo gia đình, làm xôn xao mạng xã hội, chú có biết không? Làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và phía trên không gian mạng này, chú có biết không? Mà sao chú già, chú lớn tuổi rồi chú không hiểu? Thực chất YouTube nó chẳng làm được gì, nó thẳng YouTube không làm được gì, chỉ là dựa vào câu chuyện để kiếm tiền thôi. Nhưng mà dựa vào câu chuyện mà cái nỗi đau mất mát gia đình người ta để tiếp tục mà khơi cái một ghẻ, đó là một cái việc làm nó vô đạo đức, rất là vô đạo đức. Nay hơi mệt cho nên không có nói nặng, nói mạnh mồm được, thì cũng chuyện gì cũng thông cảm nha, mình nói nhẹ mà sâu cay cũng được, cũng cho đĩa ha. Mọi người thấy là tới giờ phút này Ăn Xin cũng chẳng làm được gì, chẳng đưa ra được những cái bằng chứng gì đó để giúp đỡ cho gia đình của chị Hà. Một cái lá đơn nó còn không biết đường viết, thì là thử hỏi làm sao mà nó giúp được gì cho cái câu chuyện của chị Hà. Thì hỏi vậy đó, một lá đơn nó còn không biết viết, cái luật về phân chia tài sản gia đình nó còn không biết, chữ nó còn không đành viết, còn ba trợt ba vuột thì làm gì mà có cái trình độ để mà hướng dẫn được là cho gia đình của chị Hà. Rồi chỉ lợi dụng cho câu chuyện đó kiếm tiền thôi chứ làm được cái gì. Thì như thằng Thánh Khờ kênh nó đăng những cái vi phạm, đăng những cái từ ngữ tục tiểu, chửi bới, xúc phạm nặng nề người ta thì nó vi phạm chính sách YouTube, bị lắc kiếm tiền thôi chứ có gì đâu phải lên khóc là bị người này chơi xấu, người kia chơi xấu, không có chuyện đó. Mình đang vi phạm, bị vi phạm khóc lóc lên xin tiền, cái chiêu này xưa rồi, bây giờ thấy mặt mày mà ai mà cho tiền. ai mà không biết lên báo đài, ai mà không biết lên báo lên đài, ai mà không biết mà lên đó mà than khóc đó, rồi tới nay là bằng chứng gì của Tấn Xà Lan đâu đưa ra tôi coi hả? Tin vui gì đó, sắp tới đây tin vui đó, tới giờ phút này tin vui đâu, tôi chưa thấy được tin vui. Còn ông Chích Heo thì cũng gia nhập hội, tướng nhập viện hồi nào vậy, có phải là câu view câu like trực tiếp để lừa gạt bà con? Tôi nói thẳng á, mình sạch á thì mình hãy đi chửi người ta là dơ, còn đằng này mình cũng dơ mà mình đi nói với người ta, mình nói người ta là không được sạch, rồi mai mốt người ta cười vô trong mặt mình ha. Thà nhận ngay dơ từ đầu cho dễ, đừng nhận mình sạch. Dơ còn gấp 10 lần người ta, tướng nhập viện người nào. Mấy anh đăng những cái thông tin vậy mà anh đăng được là những người mà họ không hiểu biết thì họ vô đó, họ cũng tin, họ cũng nghe, thì tôi cũng không biết phải nói làm sao, không biết phải nói làm sao đấy để cho họ hiểu. Và sẵn đây ngày hôm nay cũng thông tin như vậy là em cũng đang cần tìm gấp cái thông tin của một cái kênh YouTube là Hoàng Sáu TV gì đó, cũng đang cần gấp cái địa chỉ của cái anh này. Tại vì nói chung là cái vấn đề của Tấn Xà Lan hiện tại bây giờ thì cũng ồn ào trên mạng xã hội, thì mình nói cái vấn đề mấy anh có quyền nghi ngờ người ta đó, chia sẻ, nhưng mà vấn đề người thân trong gia đình của Tấn như là mẹ của ông Tấn không có liên quan câu chuyện này ha. Đừng có lôi cha mẹ người ta vô câu chuyện này. Thì đang cần gấp cái địa chỉ của Hoàng Sáu, bà con nào biết có thể nhắn tin riêng cho Trai Độc Bạc địa chỉ của Hoàng Sáu đó. Thì có một số những cái vấn đề cần làm rõ với Hoàng Sáu. Nói chung là mình làm gì theo khuôn khổ thôi, đừng có lợi dụng quá cái quyền mà tự do ngôn luận để mình đi quá xa, nó vi phạm đấy. Không phải là em hay ho gì mà tôi cũng đã nhiều lần rồi,
đã nhiều lần mình thấy, mình biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai, mình khuyên các anh em làm cho đúng. Vấn đề không có tội, không có tội là chuyện của cơ quan chức năng, chứ không phải của mấy anh, chứ không phải của những giang hồ mạng, những kênh online ngày nào cũng lên nó kết tội, nói người ta, nó không có căn cứ, không có căn cứ quyết định pháp luật. Mấy anh lên người ta nói giết vợ, rồi ngày này bị bắt, ngày kia bắt, ghép hình ảnh người ta bị còng, cái nhiêu đó nó không, nó đủ thưa thấy bà rồi, ha. Nhiêu đó thôi là nó đủ thưa thấy bà rồi, chứ đừng có nghĩ là không sao đâu, 7,5 triệu không có đâu, không có đâu, à, tùy theo tính chất mức độ, ha. Khách thể chủ thể, khách quan chủ quan, à, để đủ yếu tố nó cấu thành cái tội thì sao? Biết đã biết, mấy anh có biết cái vấn đề mấy anh nói là sai không? Biết vẫn cố tình làm, à, vẫn cố tình làm với mục đích gì? À, có view like để làm gì? Kiếm tiền, à, trục lợi, à, nó có nhiều khung đó. Chia sẻ sơ sơ vậy thôi. À, hôm nay cho mọi người thấy một tay chiến đắc lực của ăn xin thánh khờ, xóa hết tất cả những clip hình ảnh liên quan đến tướng xà lan. Nhưng mà tôi xóa có kịp hay không mới là cái điều quan trọng, à, xóa có kịp hay không mới là cái điều quan trọng, à, quan trọng tướng nó có thúc hay không nữa kìa, à, ảnh hưởng nó chứng minh được là ảnh hưởng về cái công việc của nó là như thế nào, à, ảnh hưởng bao nhiêu những cái chuyến xà lan, à, tổn thất bao nhiêu tiền, tổn thất về tinh thần, tổn thất vật chất là sao sao. Cũng đã một lần đã tò rồi chắc cũng biết hả thánh khờ, à, cũng đã nhắc nhở một vài lần rồi chứ không phải không có đâu. Kể cả cái vụ mà 5 đứa con ở ngoài ruộng nữa kìa, như cái vụ đó thì người nhà người ta là nói chung là người ta ngại va chạm, sợ là đi tới đi lui rồi cái phiền người ta khổ, cho nên là ta không làm. Còn Tuấn này thích nó chơi hả, à, Tuấn này thích ổng chơi hả, à, nó thẳng ra là tới cái thời điểm hiện tại bây giờ Tuấn không phải là người có tội. Tuấn chỉ có tội mình nói chuyện là mình phải sử dụng cái nguyên tắc suy đoán vô tội, chứ mình không kết tội người ta được. Mấy anh nhắm mấy anh đè mấy anh kết tội người ta hoài sao được, mình nói mấy mình kết tội trừ khi phương tiện truyền thông chính thống báo đài người ta đăng, à, như là xử phạt YouTuber đăng tin sai sự thật, YouTuber Asin đăng tin sai sự thật, à, rồi YouTuber Asin đánh người gây bức xúc dư luận, đó, vân vân, đó, vậy đó là mới đúng cái sự thật. Có, à, mấy anh đăng gì Tướng nhập viện, Tướng mạnh tay, đó là những lời nói bông đùa, mấy anh nói không căn cứ, mấy anh nói không có căn cứ gì cả. Mà đăng hình người ta lên nói tào lao tầm bậy, khẳng định người ta là như thế này như thế kia, đó. Nói vậy là biết rồi, đó. Rồi A Bằng không có bỏ qua đâu, cũng chung cho em yên tâm. A Bằng là chia sẻ thông tin chứ không có lên đây để cá cược với cái ông già mà lớn tuổi. Đừng có nghĩ là ông già rồi ông muốn nói con mẹ gì ông nói. Nói thẳng với ông là vậy, đừng nghĩ ông già rồi ông muốn nói con mẹ gì ông nói. Già người ta gọi là còn dạy, có cháu ngoại mà còn không được thông minh là như vậy. Tôi đặt cái vấn đề mai mốt ông gặp cái trường hợp con cái ông dính vô đó đi rồi ông sẽ biết, à, chứ đừng có ngồi đó mà nói mồm nó miệng nghe 1 phút 30 giây thôi á, có gì là công an họ bắt rồi. Ở đó mà tới lượt là mấy anh giang hồ mạng, anh hùng mạng lên nó ngồi đó mà phán là phân tích rồi bằng chứng đâu. Hơn 1000 cái bằng chứng tình nghi số 1 là tung ra cái gì? Tung ra mấy cuộc ghi âm của ông này bà kia ngồi nói xàm ở đây. Tại sao anh hay anh không ngồi anh giỏi nói suy luận phân tích đi? Anh với chết heo. Ông nội sao ông ngồi nói hả? Trời ơi, 8 cái lá gan cũng chưa chắc hai thằng nó dám mà ngồi chung với nhau để ngồi rồi phân tích cái gì ethanol, melanol gì đó, sicoxit đó. 8 cái lá gan của thằng Xin với thằng chích heo cũng chưa chắc thì dám ngồi phân tích nữa. À, tụi bay ngon ngồi nói, thách tụi bay á, lên đó ngồi nói. Thôi, thì hôm nay cũng chia sẻ tới đây thôi cả nhà ơi. Cái này cũng đã dài rồi. À, mọi người nhớ là cái thông tin của Hoàng Sáu, nếu mà mọi người biết nhắn tin riêng cho em ha.
Rất cảm ơn cả nhà. A Bằng xin thân ái chào bà con nha. A Bằng sẽ quay trở lại. Hôm nay buổi sáng này cập nhật sơ lên thông tin nhắc nhắc nhẹ vậy đó, coi để coi là cái kết thúc là của Tấn và Xin thì ai sẽ là người nào sẽ vào rõ. Người nào sẽ vào rõ, người nào sẽ đúng đúng câu một cái câu chuyện là phải có kẻ đúng người sai. Nếu mà Tấn không có tội thì thằng Xin có tội. Vậy thôi. Còn nếu mà thằng Tấn có tội thì ai Xin là anh hùng. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Nếu mà thằng Tấn không có tội, tốt thương Xin à. Thương Xin vô khống bị đặt. Dẫn dắt dư luận. Còn Tấn có tội thì Tấn ở tù. Vậy thôi. Đúng không? Nào luật pháp có, nằm trong khuôn khổ thôi. Đúng không? Mình nói cái nào có, nói không có thôi. Chứ đừng có vì đồng tiền bất chấp quá. Rồi, thì rất cảm ơn cả nhà nha. Em xin tạm dừng tại đây nha. A Bằng chào cả nhà. Vâng, cuối video thì em xin phép được quảng cáo ba mặt hàng mà trên kênh của em đang bán. Thì đầu tiên, đây là tôm khô được phơi khô từ nguyên liệu 100% con tôm đất sống, 100% thiên nhiên, không hóa chất, không chất bảo quản, không chất tạo màu. Thì tôm khô này có thể ăn sống ngay, không cần chế biến, hoặc có thể nấu canh, nấu mì gói, rang với thịt, ăn với cơm, rất ngon. Quý khách có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên màn hình. Trên tay em là một bịch như thế này là 1 ký, 2,3 triệu bao ship. Em vẫn ship nửa ký cho cô chú anh chị em quan tâm. Rất ngon thưa cô chú anh chị, 100% là con tôm đất thiên nhiên. Và tiếp theo, trên tay em đây là chai nước cốt nhào ủ đường, 100% từ trái nhào, cốt nhào nguyên chất của cô chú anh chị, được ủ từ trái nhào chính. Công dụng của nước cốt nhào ủ đường này là trị đau lưng, nhức mỏi, đau xương khớp, đau thần kinh tọa, rất tốt cho người già. Một chai như thế này là 1 lít 300 ngàn bao ship. Quý khách có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên màn hình.